Bước qua năm tháng chiến tranh, đến ngày đất nước thống nhất, có những cựu chiến binh trở về cuộc sống đời thường vẫn muốn đóng góp sức mình cho đất nước. Trong đó có những doanh nhân là cựu chiến binh đầy tâm huyết, trách nhiệm với cộng đồng xã hội và thế hệ tương lai của đất nước thông qua các chương trình do Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh phát động tổ chức. Con rất vui được các cô, các chú, các bác phát sách vở cho con. Con sẽ giữ gìn vở thật sạch để sang năm học mới mình sẽ học thật tốt. Đó không chỉ là niềm vui của em Mỹ Linh hay em Eban, mà còn là cảm xúc của hàng ngàn các em học sinh đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước khi được đón nhận những phần quà là những tình cảm của các cựu chiến binh thông qua chương trình 1 triệu tập vở cho học sinh đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước. Gắn bó với chương trình từ những ngày đầu phát động, cựu chiến binh Nguyễn Tuấn Mùi không giấu được sự xúc động khi thông điệp của chương trình đã được lan tỏa, tình cảm của người miền xuôi gửi trao con em miền ngược với ước mơ con chữ thêm đông đầy. Đồng bào với tấm lòng bà con đã che chở cho chúng tôi, đó là một cái nghĩa tình vô cùng quý giá. Và trách nhiệm cựu chiến binh là phải làm thật tốt để giúp cho các con em dân tộc Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ có kiến thức để xây dựng đất nước, xây dựng xã hội ngày càng phát triển. Sự xúc động ở đây là một sự xúc động cho tương lai mà chúng tôi phải có nghĩa vụ để giúp các em đến trường, giúp các em giảm bớt một phần khó khăn trong học tập để nâng cao hơn nữa cái chất lượng học tập của các em, đặc biệt là các tỉnh Tây Nguyên, các đồng bào khó khăn ở vùng biên giới hải đảo. Sau một năm phát động, đến nay chương trình đã vận động, quyên góp và trao hơn 1 triệu cuốn vở trị giá hơn 6 tỷ đồng cho các em học sinh tại các tỉnh Bình Phước, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông và Kon Tum. Được sự ủng hộ nhiệt tình và của các tổ chức và các cá nhân, cho nên là chúng tôi đã hoàn thành trong một năm trao được 1.036.260 cuốn vở cho học sinh đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước. Và chúng tôi hy vọng rằng chương trình này sau khi hoàn thành và tổng kết hôm nay nhưng sẽ lan tỏa tiếp các năm sau. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng các suất học bổng cho các em học sinh là con hội viên của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn và thành tích tốt trong học tập. Đồng thời, tặng thưởng tri ân các tổ chức cá nhân đã có những đóng góp vào thành công của chương trình.